Trước tình hình lượng mưa tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên bị thiếu hụt nghiêm trọng, ảnh hưởng tới sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận tổ chức nạo vét kênh mương, hệ thống thủy lợi, đào ao, giếng, đắp đập, tạm giữ để trữ nước, ngăn mặn, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, lắp đặt và vận hành các trạm bơm dã chiến, triển khai kéo dài mạng lưới đường ống dẫn nước để kết nối các nguồn nước từ đô thị phục vụ khu nông thôn, vận chuyển nước sinh hoạt cho người dân, trường học, bệnh viện, cơ sở y tế tại các khu vực không đảm bảo nguồn nước. Căn cứ tình hình cụ thể về nguồn nước và khả năng cấp nước, tiếp tục rà soát, điều chỉnh mùa vụ, cơ cấu cây trồng phù hợp theo hướng chuyển đổi diện tích trồng lúa ở vùng hạn hán chưa đảm bảo cấp nước sang cây trồng cạn.